Hello mọi người ơi. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình ăn Chào cả cơm nhà nha. Thịt nướng mà không phải cơm tắm mà y dạng dạng vậy nhưng mà không phải cơm tắm. Mình cứ cho là cơm thịt nướng thì cơm thơm quá trời. Chắc là nước chanh, nước không gì đó. Chắc là nước cam chứ không phải nước chanh. Để có làm nước cam á, cô uống đi. Cơm sườn nướng với lại trứng. Đó, mà ăn cơm. Mà bỏ mấy miếng dưa leo vô. Rồi mỡ hành, miếng sườn, ủa sườn đâu, sườn chưa lấy à mẹ, con sống sống con ha, à vậy đó, nó là hồng hồng mà cái nhà không có thích, mình lấy cái đó mọi người. Đây nè cả nhà. Này nướng nướng bằng lò nướng nhưng mà hả lo nói chuyện. Mà cái chuyện đến chừng nhớ lại chạy xuống là rồi xong. Đây. Mà nướng thịt này đúng phải nướng bằng lửa than mới ngon mọi người ơi. Ngon. Đây đoạn dĩa nè cả nhà. Than đỏ đều bay hơn. Rồi thơm hơn. Hai đứa nhỏ con mình nó thích ăn sườn nướng lắm mọi người. Hello, xin chào đại gia đình nha. Cả nhà. Rồi trưa nay ăn cơm sườn nướng với lại hộp gà. Có thêm đi nước cam mọi người, tăng cường vitamin C trong mùa dịch. Rồi. Hôm nay ăn cơm sườn trứng. Sườn sườn trứng. Rồi, xin mời cả nhà mọi người nha. Nước mắm thì lúc nào mẹ cũng pha sẵn ở nhà. Đây. Nước tương. Cả nhà có ai cắt miếng dưa leo giống như nhà mình đó. Leo của mình bằng 2 miếng của nhà người ta rồi. Ăn vậy á, cả nhà làm vậy ăn miếng dưa nó giòn, nó mới ngọt, mà mới ngon cái miệng. Nó mỏng quá, không có ngon ở nhà ơi. Thôi xin mời cả nhà gia đình ăn cơm với gia đình mình nha. Trứng này nè. Xong cái mình chĩa nó xuống. Mình chĩa nó xuống cái nó quyện vô cái hộp cơm á mọi người. À, nó béo cơm, nó béo 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 hò. Mời mọi người, mời ba mẹ. Con ăn sườn thử coi nó sống không? Rồi. Ngon không? Ngon. Ngon bọc. Dạ ngon. Để mày ướp chuyện mày qua. Ướp hả? Ướp chuyện qua, để em lấy hộp hộp này cho. Đó. Lấy hộp mới á. Ngon. Ờ, con cơm sườn trứng ngon. Mười mấy ngày nay là không dụng tới cái cơm tắm á. Đưa này mình xin Ali ăn cơm ngon lắm đây. Bà nội làm thịt ngon quá. Nướng cái kiểu mình á, nhà lò nướng á mọi người nó không có được nó hả thơm cái kiểu mà nướng than lắm. Nó cũng ngon á, ướp thì ngon nhưng mà nó không được thơm với lại là mọi người biết không? Nó khô hơn. Nước than. À, nước than nó vừa chín á. Không có nướng lên cái món nào mà bằng cái than hả? Ngon bằng than. Bây giờ người ta làm lò nướng cho mình tiện lại nha, sạch sẽ nhưng mà nó khỏe nhưng mà nó không được ngon như mình nướng than được. Không gì mà nướng than, nấu than cái gì cũng ngon. Hôm nay ăn canh bí. Ăn canh bí vàng với lại thịt nạc á, cái cắt mỏng mỏng. Ướp cái mình xào lên cho nó săn, cho nó thơm, cái nêm nếm cái chế nước vô cái là nấu canh. Để điện thoại đây mới thấy. Trong cái nhóm nhà họ Trần
là nhà ngoại mình á, cũng có một nhóm là nhà họ Quỳnh, cũng có một nhóm trên Zalo, là không gia đình hay có cái gì là hay thông báo nói chuyện trên group. Nói thấy ông anh Bình mình á thông báo lên nhóm không sớm ảnh về 6-7 ca dương tính à. Anh Bình đó hả? Giờ bị nhốt luôn rồi, phong tỏa. Mới có hôm qua mình chỉ nghe ông bên anh Bình mà bị phong tỏa thôi. Giờ nghe chính xác lại là 6-7 ca. Có này cơm ông nội không? Ngán quá cả nhà ơi. Mà sắp tới là đề nghị em là để F0 với F1 ở nhà bị lây chéo mọi người ơi, nó phát ra dữ vậy là do bị lây chéo. Người không bị, người mới chuẩn bị hơi hơi này ấy có bắt đầu nó cách ly chung với những người mà đã bị nặng rồi ấy này kia, mà có lây truyền qua lại ha. Thành ra những cái ca nhiễm lúc nào phải tăng cao. Thịt cũng mềm, báo nướng bằng lò nhưng thịt cũng mềm ha. Là miếng này dày hơn, miếng gõ mỏng hơn, rất là xuống hơn. Thịt này là thịt bữa mua trên siêu thị người ta có mấy cắt á, ta cắt sẵn. Cắt sẵn không? Cắt không mỏng. Ồ, nghe nó không tỏ, thấy mập tới. Cái la men đang bị phạt, hôm nay không có lộn xộn. Lên lầu đi con. Nó mốt hơn rất kinh nghiệm. Chắc để làm video chắc phạt hả? Phạt quá, cháu bị rối im. Mình phải bớt để mình làm video. Ăn uống cho ngon miệng trình á. Quậy quá mà bạn bè tới chơi, quậy quá trời quá đất. Còn bay bừa cả nhà luôn. Mời bạn tới chơi nhà xong ép bạn uống nước ngọt không uống rồi. Nổ ra ngoài tụi không chịu uống. Uống giận hờn bạn lắm chứ. Ngon, trời ngon. Lòn miếng ngon. Ngon chứ, cái sườn mà nướng khô ăn mới ngon. Đỡ ngán hả? Đỡ ngán. Mỗi người quá đúng không? Mỗi người một cái sở thích khác nhau. Nó khô quá thì nó không có lực mềm. Nó cũng được nước, có nước, nhẹ nhẹ mềm mềm ngon. Ngon đó. Có trong nhà mình không mà đã chín người quỷ rồi. Cameraman ơi, nay có xuống phụ qua không? Cameraman. Không biết chơi mấy chén là múc canh ăn chứ. Cái dĩa ăn canh thì bỏ. Giờ bắt đầu Sài Gòn đi chợ, cũng đi chợ online nữa. Là mình có vô cái app hay mình xưa rác thì mình đặt ví dụ như đồ ăn sẵn. Thì bây giờ là đi chợ sẵn mua một ký cá, một cái gì đó họ sẽ đem tới tận nhà mình trả tiền ship rồi. Vậy rồi mấy anh ship có gì còn? Dạ, những người mình ra đường á là chỉ có những cái shipper mới được ra đường hả? Chỉ bỏ đi lấy đồ là mình đặt cơm á, mình đặt á hả? Bây giờ tiếp xong bỏ bỏ tiền để làm ha, trong cái túi trắng anh bỏ coi chỗ nào bán tính bảo đặt bỏ. Tối bảo nằm lướt cả nhà. Không thấy có chỗ bán tôm. Đó là đặt 3 ký. Tôm á là 1 ký khoảng 30 mấy 40 con. Nếu mình mua ở chợ á là khoảng 180. Mà hôm nay á mình đặt trên Grab đem tới á là 280 đồng nha. Rồi 280 1 ký. Rồi tối mình bảo nó lướt qua bút cái sao nó thấy có chỗ bán á. Cái là đặt 3 ký, bây giờ họ đem tới bỏ ra lấy ở nhà. Trứng ở Sài Gòn hiện tại là cháy hàng, con đặt mấy trang web luôn, đều cháy hàng. Con. Rau củ rồi nữa.
Bây giờ nói chung là nhà Ngân á, ở nhà cách ly xong rồi ba rồi mẹ Ngân, anh Bảo ai vậy lo đọc báo để coi cái tin tức rồi coi cập nhật của Bộ Y tế, Sở Y tế chỗ nào mình coi. Toàn ở trong nhà không, hàng xóm vậy cái nhà ở trong nhà không, chiều gặp nhau giao tiếp mà cũng cách nhau cả 2 mét vậy nè. Như nhà chú chỉ như mình nè. Nói chuyện gặp con muốn nói chuyện gì cũng mình cái khẩu trang đứng xa hai mét khỏi cảnh. Đó là cái tốt, ý thức tốt. Có ý thức đó là nó rõ ràng. Mong thì cái dịch nó qua. Nó như đợt đầu mình dập dịch cũng thành công. Không sao nó thành nó bùng tiếp chứ. Đợt đầu quá là không biết đâu. Bên Sài Gòn không. Bên quận mình không có. Còn đợt này á là bên quận mình là đi đầu. Nên là ở bên mình nhiều. Mà bây giờ không có nói ở đâu nhiều, toàn thành phố hết rồi cả nhà. Nói đâu nhiều hơn, ít hơn. Dạ, cái này là chung mà. Chung quy hết trong cả nước rồi. Hết trong cả nước rồi. Phải riêng gì ở Sài Gòn mình. Giờ ở là... Sài Gòn mình là cái dân số nó đông. Dân giờ số là... Sài Gòn mới tới mười mấy triệu. Quá giờ bà hơn. Con trong xóm, trong thấy hey. Của Ngân cũng vậy đó. Chia sẻ nhau đồ ăn. 3 ký. Con ơi. Đó 3 ký á cả nhà. 2.6 ký. 26 hả? Vậy nãy mày tưởng 28 vậy. 3 ký là 8.5 chắc luôn mình xếp. À. Đó, cả nhà mình thấy không? Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ hơn ngày thường hết. Nhưng mà có là mình mừng đó cả nhà. Chứ nếu không có mình cũng không biết làm sao. Có không? Nói là lát nữa là con với mẹ là sạch xong bắt đầu chia những túi nhỏ đồ thực phẩm cho Ngân, chia túi nhỏ vậy để vừa đủ một lần ăn thôi, nhiều quá mình lấy 2 túi. Cái tình hình ngay bây giờ thì mình cả nhà cũng biết ha, không nói mắt nói kẻ được, mấy mình cũng mua mình để dành ở nhà. Tôm thì dễ ăn cả nhà, có bữa mình bữa trước mình cũng có mua được 2 ký, xong rồi cái mình cũng rang với nước cốt dừa cắt vô tủ lạnh rồi. Còn hôm nay tôm này á mình mua về mình để dành tươi thôi, để dành á bữa thì cũng nấu ăn cho hai đứa nhỏ là tôm, rồi có bữa nấu thịt, rồi có bữa nấu thịt bò, có bữa cho mấy đứa em ăn trứng, mà nay trứng hết rồi giờ cũng không biết sao. Mình để tươi vậy mình muốn làm món gì cũng dễ, hai chứ không có làm chín nữa rồi, chín mình có sẵn rồi. Nấu đồ ăn làm video. Nấu lẩu nấu bún gì đó. Ngày nó mắc nó rẻ được, giá mấy mình cũng phải mua. Đồ ăn. Mấy mọi người biết không, nhà mình thì nói chung quy là đã mua, mình cũng đã dự trữ trước rồi. Để dự trữ hàng mua để dành trong nhà đồ cũng nhiều lắm. Tại vì bảo mình làm video mọi người. Nên bắt buộc ngày nào cũng phải ra một cái video, nên nhiều khi ăn uống thì nó cũng phải có cái này cái kia một chút xíu để lên cho nó dễ coi. Đó, chứ không phải là mùa dịch bệnh như thế này mà đem đồ ra ăn như thế này để khoe khoang thì mọi người cũng thông cảm. À, cũng thông cảm dùm cái này, chứ không phải là khoe khoang. Thì mình thấy có những người trong ở ngoài hiện bây giờ người ta còn đi phát cơm từ thiện rồi người ta làm những chuyện đó, mà ở nhà mình ngồi cái quần mình ăn như thế này thì có những em những cháu hay là vô có nhiều khi nói là mùa dịch bệnh mà ngồi ăn như thế này thì mình thấy mình cũng hơi ngại, nhưng mà mình cũng nói với mọi người là tại vì cái điểm cốt yếu của gia đình là bảo là làm video, mọi người cũng thông cảm. Hôm nay á là Ngân gọi về bà ngoại ở bên sông quyền cấp lên mới vô bên nhà lên. Bên nhà Di đây cũng đó đang thương thùng bữa trà bán. Đang qua, đậu qua bên chị Nhung cũng nhận thùng ở dưới quê. Quê Bến Tre gửi lên. Rồi thôi, được rồi, hôm nay thịt nướng với lại những câu chuyện hàng ngày của gia đình mình thì cũng xin kết thúc ở đây nha cô chú anh chị. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương ủng hộ video của gia đình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà ơi. Bye, xin chào cả nhà.